phân khúc smartphone 7 triệu đồng trong năm nay quả là rất sôi động khi mà hầu như mỗi hãng thì đều có ít nhất là một đại diện trong tầm giá này. Và mỗi nhà sản xuất thì lại có những cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Do đó thật khó để mà trả lời rằng là chiếc smartphone nào có ngoại hình đẹp nhất, bởi cảm nhận thẩm mỹ của mỗi người thì cũng không có giống nhau. Nhưng mà khi nói đến sự độc đáo và mới mẻ thì Huawei Nova 3i với màu tím iris có khả năng chuyển màu chưa từng xuất hiện ở các sản phẩm tầm trung trước đây lại chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Và gần đây thì Huawei cũng đã cho ra mắt là phiên bản màu trắng ngọc trai. Và không biết phiên bản này thì có đem đến nhiều điều thú vị cho người dùng giống như người anh em của mình, thì các bạn hãy cùng với Thảo theo dõi video này nhé. Về thiết kế tổng thể thì phiên bản Nova 3i trắng ngọc trai này hoàn toàn không có khác gì so với phiên bản màu tím iris. Từ khung viền được bo cong mềm mại các cạnh và các góc đến mặt lưng là 2.5D liền mạch với khung viền, cho mình cảm giác sử dụng theo mình đánh giá là rất thoải mái trong thời gian dài. Đến với điểm cộng lớn nhất từ màu trắng chủ đạo của mặt lưng, thì nếu như mà ở các tùy chọn màu tím iris hoặc là màu đen thì những dòng chữ và các thông số sẽ nổi bật hơn. Dù các chi tiết này đã được Huawei sắp xếp gọn gàng, nhưng mà những bạn nào mà yêu thích sự đơn giản tối đa thì mình tin chắc rằng là các chi tiết này nếu như là không có thì sẽ tốt hơn. Còn đối với phiên bản màu trắng ngọc trai thì các chi tiết này có phần đồng bộ hơn. Và các ký tự và con số có màu bạc ánh kim đồng bộ luôn với phần khung viền bóng bẩy, nên mà tổng thể thiết kế càng trở nên tối giản hơn. Chính vì vậy mà khi mà mình cầm em này thì mình cũng cảm thấy là nó có cái gì đó sang trọng hơn hẳn so với màu tím iris. Và nếu như mà các bạn có theo dõi công nghệ thì mọi người cũng sẽ để ý là có rất ít sản phẩm trong phân khúc tầm trung sử dụng chất liệu mặt kính với màu trắng chủ đạo. Và theo mình tìm hiểu thì nguyên do đó chính là bởi vì màu trắng thì rất là khó sản xuất, cần phải có một công nghệ cao. Vì vậy mà màu trắng thì chỉ hay xuất hiện trên các dòng sản phẩm cao cấp hoặc là với các chất liệu dễ chế tác, có giá thành thì rẻ hơn. Quay trở lại với Nova 3i màu trắng ngọc trai thì mặt lưng của sản phẩm không chỉ đơn thuần là một màu trắng, mà thay vào đó là sự xuất hiện của những hạt tinh thể lấp lánh có khả năng phản quang. Và khi mà nghiêng nhiều góc độ khác nhau thì những hiệu ứng long lanh trên mặt lưng của Nova 3i thì càng làm cho người xem bị cuốn hút và rất khó để mà rời mắt. Và riêng đối với bản thân mình thì có lẽ sẽ hơi chạnh lòng đối với các bạn là fan của Radeon trên màu tím iris, nhưng mà thật sự thì màu trắng ngọc trai khiến cho mình có cảm hứng nhiều hơn. Có thể thấy là màu trắng có một cái sức hút rất là mãnh liệt phải không các bạn? Chả thế nào mà khi chúng ta thấy các anh chàng sói ca mặc áo sơ mi là chúng chị em phụ nữ là điêu đứng luôn. Và bên cạnh đó thì màu trắng cũng có một điểm cộng nhỏ thôi, nhưng mà mình cảm thấy là nó rất là tiện lợi, đó chính là che đi những cái vết vân tay cũng như là mồ hôi. Vì mình thì cũng không có phủ nhận là Nova 3i màu đen và màu tím iris thì nó khá là bóng bẩy. Tuy nhiên thì đối với những bạn hay đổ mồ hôi thì khá là kinh khủng. Còn ngược lại đối với em màu trắng ngọc trai này thì khi mà chúng ta soi kỹ thì mới có thể thấy được những cái vết bám vân tay hay là mồ hôi bám lên trên máy. Còn nói đến điểm trừ của sản phẩm này có lẽ là sẽ đến từ phần khung viền bóng bẩy, nên mà khi bị trầy xước thì cũng sẽ lộ rõ hơn. Phần khung viền có màu bạc ánh kim được làm bóng tương tự như là phiên bản tím iris, và sự kết hợp này rất là phù hợp với màu trắng. Nhưng đổi lại là thiết bị khá là trơn, vì vậy mà mình khuyên là các bạn khi mà sử dụng Nova 3i phiên bản màu trắng này thì chúng ta phải cưng như trứng và hứng như hoa để vẻ đẹp được trường tồn mãi nhé. Và ngoài màu sắc mới thì các thông số kỹ thuật của Nova 3i thì vẫn giữ nguyên, bao gồm là chip Kirin 710, bộ nhớ RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Và trong một phiên bản cập nhật gần đây đã kích hoạt công nghệ GPU Turbo giúp cho cải thiện hiệu năng khi mà chơi game, nên khi mà trải nghiệm game nặng như là PUBG thì cũng khá là đã. Và màn hình 6.3 inch có tay thỏ và các bạn cũng có thể ẩn nó đi nếu mà không thích. Về viên pin thì máy có pin là 3340mAh. Về camera thì Nova 3i được trang bị là 4 camera AI được chia đều mặt trước và mặt sau, với hai camera chính có độ phân giải là 16MP và 20MP. Còn hai camera selfie thì có độ phân giải là 24MP và 20MP. Camera thì cũng có hỗ trợ xóa phông, các chế độ tinh chỉnh ảnh làm đẹp HDR hay là 3D Quick Mode. Nhìn chung thì với việc thêm màu trắng vào bảng màu của Nova 3i đã giúp cho chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Nếu mà phiên bản màu đen ngoài mang đến sự mạnh mẽ, lắng động còn có một nét rất là huyền bí sang trọng. Còn đối với những bạn trẻ mà mong muốn sự độc đáo, mới mẻ và hiện đại thì tím iris với khả năng chuyển màu Radeon là sự lựa chọn không thể phù hợp hơn. Còn với màu trắng ngọc trai này thì sẽ dành cho những bạn mong muốn sở hữu một cái thiết bị có vẻ ngoài nhã nhặn, thanh khiết nhưng mà cũng không kém phần sang trọng và tinh tế. Tết Bắc cũng được biết là trong tháng 10 này, khách hàng nào mà mua bất kỳ phiên bản màu sắc nào của Nova 3i bằng hình thức là online hoặc là offline tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, FPT Shop hay là Viettel Store thì sẽ được nhận ngay là voucher trị giá là 300.000 đồng. Như vậy vừa rồi là những cảm nhận của Thảo về em Nova 3i sắc trắng ngọc trai. Và không biết mọi người đã đặt hàng em này chưa, hay là mọi người có cảm nhận em này như thế nào thì chúng ta hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ Thảo xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Tết Bắc.